Ok, xin chào tất cả các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Top 5 của mình. Ngày hôm nay thì Top 5 tiếp tục có mặt tại Honda Hòa An 1 với địa chỉ là phường Tân Phong, thành phố Lai Châu. Và các bạn có thể theo dõi trên màn hình ở đây là những mẫu xe mới nhất vừa về đại lý các bạn nha. Chiếc xe Honda Way RSXFI phiên bản mới năm 2021. Đây là 3 chiếc xe. Đây là một chiếc đầu tiên này thì hiện tại đã lắp đầy đủ các phụ kiện rồi và có chủ nhân của chiếc xe đó đã đến trực tiếp đại lý để tìm mua rồi các bạn nha. Giá bán cực kỳ ok luôn, thì tí nữa mình sẽ gửi đến các bạn. Và hiện nay các bạn đang theo dõi trên màn hình là cả 3 phiên bản. Phiên bản đầu tiên là phiên bản sử dụng phanh đĩa vành đúc này, rất đẹp này. Kế bên cạnh là phiên bản sử dụng phanh cơ vành nan hoa. Và cuối cùng là phiên bản sử dụng phanh đĩa vành nan hoa các bạn nhé. Đây các bạn có thể nhìn tổng thể 3 mẫu xe ở đây. Về cơ bản thì phiên bản mới năm 2021 ấy, thì nó không có quá nhiều điểm khác biệt so với năm 2020, ngoại trừ về phần màu sắc và tem xe có một chút thay đổi thôi. Mình sẽ quay cụ thể chiếc xe phiên bản phanh đĩa vành đúc ở đây để các bạn có thể theo dõi này. Đây các bạn có thể theo dõi nhá. Logo Sport này. Logo Sport đây là điểm mới trên phiên bản năm 2021. Cũng có thêm cái những phiên bản sử dụng phanh đĩa vành đúc ấy thì nó có thêm cái logo RSX được in nổi 3D. In nổi 3D ở đây. Và các phiên bản sử dụng phanh đĩa vành đúc nó sẽ trang bị thêm hệ thống ngàm phanh phía trước sơn màu đỏ này, cũng như là cái giảm sóc phía sau sơn màu đỏ, tạo điểm nhấn cho xe các bạn nhé. Đây các bạn theo dõi phần chính diện, phần đầu xe ở đây, với những khe thoát gió được làm rất đẹp ở đây. Kể cả hai bên hông xe cũng có những khe thoát gió tương tự như vậy. Đây là điểm nhấn quan trọng từ những phiên bản năm 2020 ấy, là mẫu xe RSX ấy đã có cho mình những cái phiên bản kiểu thiết kế như này rồi. Rồi ok, sau đây thì mình sẽ báo giá cụ thể đến các bạn luôn nhá. Phiên bản đầu tiên các bạn đang theo dõi ở đây là phiên bản sử dụng phanh cơ vành nan hoa, hiện nay đang có giá bán rẻ nhất vào khoảng tầm là 22 triệu cho phiên bản này. 22 triệu các bạn nhá. Tùy các bạn hộ khẩu đăng ký ở thành phố hay ở huyện ấy thì cái giá đăng ký nó sẽ khác nhau. Nó sẽ khác nhau, tí nữa mình sẽ lấy một ví dụ cụ thể trên cái mẫu xe Honda RSX phiên bản sử dụng phanh đĩa vành đúc ở đây về giá bán cụ thể, và hiện nay chủ nhân của chiếc xe cũng đã tìm mua rồi. Kế bên cạnh đây là phiên bản màu xám đỏ này, xám đỏ nhám mới nha các bạn nha. Giá bán hiện tại của phiên bản sử dụng phanh đĩa vành nan hoa này là 22 triệu 800 nghìn đồng, 22 triệu 800 cho phiên bản này các bạn nha. Nó chỉ được trang bị thêm cái hệ thống phanh đĩa cho xe thôi, còn về cơ bản thiết kế trên xe là tương tự nhau. Còn cao nhất là phiên bản sử dụng phanh đĩa vành đúc ở đây, với ngàm phanh màu đỏ, hệ thống giảm sóc phía sau màu đỏ. Giá bán hiện tại của phiên bản này vào khoảng tầm là 25 triệu các bạn nha. Các bạn đăng ký ở huyện ấy, ví dụ như ở huyện, chủ nhân chiếc xe này ở huyện Nậm Nhùn của tỉnh Lai Châu, thì cái chiếc xe này sẽ có giá vào khoảng tầm 26 triệu cả đăng ký bạn nhỉ, đúng không? 26 triệu cả đăng ký. Sau đây mình nhờ bạn vào đề thử chiếc xe của mình ấy. Mình sẽ đề thử để các bạn có thể xem nhá. Về cơ bản thì hệ thống đèn sẽ tự động bật sáng khi các bạn đề xe. Đây các bạn có thể theo dõi luôn nhá. Và dưới này phần đèn đờ mi bằng bóng halogen cũng luôn sáng này. Chiếc xe này được lắp đầy đủ các phụ kiện rồi. Đây là chủ nhân của chiếc xe luôn các bạn nhá. 26 triệu cả đăng ký tại Lậm Nhùn. Khi mua thì các bạn sẽ được tặng thêm một mũ bảo hiểm nửa đầu, cũng như một chiếc áo, đúng không ạ? Một chiếc áo nữa của Honda Hòa An ở đây. Đấy các bạn theo dõi cận cảnh nhá. Rồi cảm ơn bạn nhá. Mình sẽ nghe tiếng nổ thử một chút về cái độ êm trên chiếc xe này nhá. Mình sẽ quay ra phía sau phần bô xe đây để các bạn có thể theo dõi. Đây các bạn có thể theo dõi luôn nhá. Đèn hậu và đèn xi nhan vẫn tương tự như vậy. Đèn xi nhan này tích hợp bên trong phần đèn hậu này. Khi các bạn nổ xe thì ở đây cái phần đèn hậu cũng luôn sáng luôn, để các bạn có thể theo dõi luôn.
Rồi, các bạn có thể nhìn cận cảnh chi tiết phần phía sau của cả 3 mẫu xe nhé. Ngày hôm nay thì mình quay cận cảnh 3 mẫu xe này vừa về đại lý Honda Hoan 1 với địa chỉ là phường Tân Phong, thành phố Lai Châu. Anh em nào, bạn bè nào mà muốn quan tâm theo dõi, các bạn có thể liên hệ trực tiếp theo số điện thoại của đại lý là 02133 878 838, sẽ được nhân viên tư vấn cụ thể đến các bạn nhé về cả 3 mẫu xe này. Mình sẽ quay cụ thể cái phần mặt đồng hồ đây để các bạn có thể theo dõi này. Vẫn cơ bản vẫn tương tự như cũ thôi, loại bỏ đi nút tắt bật đèn pha. Các nút chức năng phím bấm vẫn tương tự như vậy nhá. Pha, cốt, còi, xi nhan này, phía bên này chỉ có nút đề mà thôi. Đây là phiên bản sử dụng phanh đĩa, vành nan hoa với logo RX, các bạn có thể theo dõi ở đây. Đây là phiên bản sử dụng phanh cơ vành nan hoa ở đây nhé các bạn nhé. Và cuối cùng là phiên bản sử dụng phanh đĩa vành nan hoa. Về cơ bản thì mặt đồng hồ cũng chứa đựng đầy đủ các thông tin rồi, như số km này, trên giờ này, đèn báo mo này, 1, 2, 3, 4 này, đèn xi nhan, đèn pha cốt vân vân, kể cả đồng hồ báo xăng cũng có các bạn nhé. Các bạn có thể theo dõi cận cảnh chi tiết. Rồi, và ngày hôm nay thì như mình đã nói rồi, 3 chiếc xe vừa về đại lý luôn. Và hiện nay 1 chiếc đã được bán luôn rồi các bạn nha. Và hiện nay những mẫu xe số phổ thông, những mẫu xe số phổ thông như RX ở đây ấy, thì luôn được người dân Tây Bắc là quan tâm rất nhiều. Vì là một mẫu xe số có giá bán rất là rẻ, mà trang bị rất nhiều những tiện ích. Đặc điển hình nhất là hệ thống phun xăng điện tử FI. Khi các bạn mua một mẫu xe ở phân khúc là 110 phân khối ấy, nhưng nó có cho mình cái hệ thống phun xăng điện tử FI là cực kỳ ok. Các bạn có thể theo dõi chính diện trên màn hình ở đây. Mình sẽ quay qua một vòng nữa nhá. Các thông số kỹ thuật này, các trang thiết bị tiện ích ấy, thì về cơ bản giống như phiên bản năm 2020 rồi. Thì các bạn có thể quan tâm theo dõi thông qua trang web của Honda Việt Nam. Mình có thể giới thiệu qua một chút với các bạn như vậy thôi. Đặc biệt là giá bán mới nhất trong tháng 11 năm 2020 của 3 chiếc xe thuộc 3 phiên bản của mẫu xe RX năm 2021 ở đây, để các bạn có thể tham khảo trực tiếp thông qua video của mình các bạn nhá. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình. Nếu hay các bạn nhớ like này, chia sẻ và đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ top 5 nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.